Do ảnh hưởng của cuộc hoàn lưu cơn bão số 7 và gió mùa đông bắc, những ngày qua trên địa bàn các tỉnh vùng núi phía bắc nhiều nơi có mưa to đến rất to. Riêng tại huyện vùng cao Trạm Tấu tỉnh Yên Bái đã có hai người mất tích do bị lũ cuốn trôi. Hai nạn nhân được xác định là cháu D sinh năm 2019 ở thôn Suối Giao, xã Gia Hồ do bị trượt tay rơi xuống suối vào chiều qua và nạn nhân P sinh năm 1993 ở thôn Păng Dê, xã Bản Mù trên đường đi làm bị lũ cuốn trôi tại ngầm suối Cang Chi Khúa vào sáng nay. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm hai người bị lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy người. Được biết, hai ngày qua trên địa bàn Trạm Tấu có mưa đặc biệt lớn, phổ biến từ 200 đến 250 mm. Hiện mực nước trên các sông suối trong tỉnh Yên Bái đang lên nhanh ở mức báo động 1 đến dưới báo động 2. Từ ngày hôm nay đến 12 tháng 10, trên các sông khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ 1 đến 4 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông.